Cô chào tất cả các con. Cô rất vui khi được gặp các con trong giờ học ngày hôm nay. Đến với giờ học ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các con một hoạt động tạo hình. Trước khi bước vào giờ học, cô và chúng mình sẽ cùng lắng nghe một bài hát nhé. Chúng mình vừa được nghe bài hát gì nhỉ? À, chúng mình vừa được nghe bài hát Cho tôi đi làm mưa với của tác giả Hoàng Hà. Cô đố các con, trong bài hát có nhắc đến gì? Đúng rồi đấy, trong bài hát có nhắc đến một bạn nhỏ mong muốn được đi làm mưa. Vì mưa mang lại rất nhiều lợi ích cho cuộc sống của chúng ta. Mưa giúp cho cây cối, hoa lá được xanh tốt. Và bài học ngày hôm nay, cô và chúng mình sẽ cùng nhau đi vẽ mưa nhé. Để vẽ được mưa, chúng mình cần chuẩn bị những gì nhỉ? À, đầu tiên chúng mình cần chuẩn bị giấy A4. Tiếp theo là một chiếc bút dạ. Và không thể thiếu đó chính là bút màu sáp. Nào, bây giờ cô và chúng mình sẽ cùng nhau đi vẽ mưa nhé. Để vẽ được mưa, cô cầm bút bằng tay phải, tay trái cô giữ giấy. Đầu tiên, chúng mình sẽ vẽ những đám mây trước. Cô sẽ vẽ những đám mây từ những nét cong liên tiếp. Vậy là cô đã vẽ được 3 đám mây rồi đấy. Và từ những đám mây, cô sẽ vẽ những hạt mưa. Đó là những nét xiên trái từ trên xuống dưới. Chúng mình hãy vẽ thật nhiều những hạt mưa nhé. Vậy là cô đã vẽ xong những hạt mưa rồi. Và ở phía dưới, cô sẽ vẽ một đường thẳng ngang làm nền đất. Ở trên đường thẳng ngang, cô sẽ vẽ những cây cỏ để cho bức tranh mưa của chúng ta thêm sinh động hơn. Sau khi vẽ xong, cô sẽ đi tô màu cho bức tranh. Cô dùng màu xám để tô màu cho những đám mây. Vì khi trời đổ mưa, những đám mây thường có màu xám đấy chúng mình ạ. Khi tô, chúng mình nhớ tô đều tay, sao cho màu không bị lem ra ngoài. Sau khi tô xong những đám mây, cô tìm màu xanh lá cây để tô cho những cây cỏ. Chúng mình hãy tô thật khéo léo nhé. Phía dưới của những cây cỏ, cô cũng tô nền màu xanh. Các con hãy chú ý tô thật đều tay nhé.
ra cô còn dùng màu xanh da trời để tô nền bầu trời nữa đấy. Vì sau khi mưa xuống, mây tan, bầu trời sẽ trở về màu xanh đấy các con ạ. Vậy là cô đã vẽ xong bức tranh mưa rồi. Các con ơi, vừa rồi cô đã hướng dẫn chúng mình vẽ mưa rồi đấy. Cô mong rằng ở nhà chúng mình sẽ vẽ được nhiều bức tranh mưa thật là đẹp. Giờ học của chúng mình đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các con.